chào các bạn đến với kênh xe tải của Dũng Xe Tải. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cho xe Hyundai Boxster H100 đời 2005 thùng mui bạc. Xe rất liền là biển số thành phố, xe đứng tên công ty. Các bạn có thể thấy xe mình quay rất là chi tiết các bạn ha. Xe tất cả đều mọi thứ đều còn zin hết. Nước sơn thì giảm vá thôi, đèn thì là đèn zin. Mọi thứ đấy, hai đèn đều zin hết. Kính zin luôn. Xe thì đời 2020 kiểu. Quay cho bạn cho chi tiết ha. Mình xe này mình đang chuẩn bị lấy ra. Dàn vỏ dàn ghế cũng còn rất là mới. Quay điện rất là bạn. Cái thùng thùng mui bạc. Thùng mui bạc rất là liền lạc nha. Không có bất kỳ một để làm gì hết. Đối với những anh em mua xe khởi nghiệp thì những dòng xe này rất là hợp lý. Bây giờ các bạn, bây giờ các bạn thấy cái xe này như thế nào? Đây các bạn. Cái bình chữa cháy á, kêu anh để lại cho. Quay cho các bạn ha. Để vào đó. Đây mình quay cho các bạn cái xe, xe thì dàn vỏ còn rất là mới, dàn vỏ rất là ok, cửa lắp. Cửa rất là mới ha. Từ bên lâu đi xuống các bạn thấy các đường gon xe, xe rất là mới liền lạc mọi thứ, không có kính đụng gì hết. Ở đây nha, các bạn thấy rất ít tấm PC của nhà máy còn nguyên, cái chỗ nằm con xe chưa gì hết, liền lạc cabin mọi thứ hay lắm. Công ty làm giấy tờ nhỉ? Dạ anh chờ anh chút, chút nữa em ra công ty làm giấy tờ, em sẽ qua đường về thì em ở đây lấy xe luôn mà. Đi vào lấy xe. Dạ dạ. Đó, mình quay cho các bạn chi tiết luôn. Đây xe mình đang lấy nên mình không có review nói rõ ràng, nhưng con xe rất là mới, thùng mui bạc đời 2005, xe còn máy lạnh mọi thứ rất là ok. Các bạn thấy cái dàn vỏ từ bên tài đi vô, dàn vỏ còn mới 90%, nước sơn không có kính đục hay gì hết, nước sơn rất còn mới. Đó, các bạn mua về chỉ việc đi tốn 100.000 để rửa cái xe cho nó sạch sẽ thì các bạn sẽ chạy xe này không chạy quá tải. Nhíp còn zin, các bạn thấy quay cho các bạn, nội thất cũng còn rất là mới, liền là xe thì chạy được khoảng 400 mấy chục ngàn rồi, nhưng vẫn còn rất là mới, xe có máy lạnh luôn, không có cấn đụng và bất kỳ gì hết. Nó bên mình mới xe này mình chuẩn bị em về, các bạn thấy dàn vỏ nhìn gai rất là đều, sexy mọi thứ không bị gì hết. Các bạn thấy mình quay cho các bạn cái máy, máy vẫn còn nhìn rất là khô ron, không có một sự gì hết, không có xì nhớt xì ron gì hết, cái xe rất là tốt, chất xì nước thùng bọng mọi thứ rất là ok, bình dầu thì đầy dầu. Dàn vỏ sau, quay cho các bạn dàn vỏ sau đây, dàn vỏ sau khoảng còn 90-80%, cầu lát nhíp zin luôn, không có chở quá tải, mọi thứ rất là ok, chất xì các bạn thấy không có một mọt sơn. Hết. Kính. Đây cái thùng nhìn các bạn ạ. Thùng dây rất là mới. Hai vỏ sợi cua. Xì. Thùng bọc không phải làm vỏ mà còn 80%. Đây là cái số khung của xe. Đó, các bạn thấy xe mình ấp quy mọi thứ. Ok, dàn vỏ. Đó, mình quay cho các bạn rất là chi tiết. Con xe này đời 2005 với giá khởi nghiệp hơn 100 triệu. Nếu các bạn có nhu cầu liên hệ, cứ liên hệ 0907939211. Mình là Dũng Xe Tải, chủ của chiếc xe này, xe biển số thành phố mới lấy, biển số cũng rất là đẹp. Rồi, xin chào các bạn.